Xin chào quý vị và các bạn. Trong bài học hôm trước, chúng ta đã trải nghiệm qua một số các dịch vụ trên Internet. Trong bài học hôm nay, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị và các bạn một số ứng dụng dịch vụ phổ biến trên Internet, đó là cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, cổng thông tin điện tử là nơi đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tương tác với thế giới bên ngoài thông qua mạng Internet. Còn dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ mà chính quyền cung cấp cho người dân thông qua mạng. Trong những năm gần đây, hai hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan công quyền. Vậy cổng thông tin điện tử là gì và dịch vụ công trực tuyến là như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về các vấn đề này. Đầu tiên là cổng thông tin điện tử. Hiện nay có khá nhiều khái niệm định nghĩa về cổng thông tin điện tử. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có khái niệm định nghĩa nào thống nhất. Trong phạm vi chương trình này, chúng ta sẽ khái niệm về cổng thông tin điện tử như sau. Cổng thông tin điện tử tích hợp là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng phân phối tới người sử dụng thông qua phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng web. Tùy theo cách ứng dụng và đơn vị chủ quản mà chúng ta có thể kể ra một số loại cổng thông tin điện tử như sau. Cổng thông tin công cộng, cổng thông tin doanh nghiệp, cổng thông tin thương mại điện tử, cổng thông tin của chính quyền và cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về các cổng thông tin này. Đầu tiên là cổng thông tin công cộng. Đây là loại cổng thông tin thường được sử dụng để ghép nối các thông tin với nhau từ nhiều nguồn, nhiều ứng dụng và từ nhiều người, cho phép cá nhân hóa các website theo tùy từng đối tượng sử dụng. Và cổng thông tin điện tử Yahoo là một ví dụ điển hình. Thông qua cổng thông tin này, người dùng có thể sử dụng được các hệ thống như hệ thống thư điện tử, hệ thống trò chơi, hệ thống tin tức đa dạng hay hệ thống blog, v.v. Tiếp theo là cổng thông tin doanh nghiệp. Cổng này được xây dựng cho phép các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng và tương tác trên các thông tin và ứng dụng nghiệp vụ tác nghiệp của doanh nghiệp. Ví dụ như hệ thống cổng thông tin của công ty điện toán và truyền số liệu VDC và cổng giao dịch thương mại điện tử. Cổng thông tin này là nơi liên kết giữa người bán và người mua. Ví dụ như chúng ta có các cổng thông tin như vật giá, mua chung, eBay, v.v. Và cuối cùng là chúng ta có cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt. Đây là cổng thông tin tập trung vào lượng người dùng có quan tâm đặc biệt đến một lĩnh vực nào đó như hàng tiêu dùng, máy tính, bảo hiểm, ngân hàng, v.v. Đặc trưng của cổng này là cung cấp các thông tin và dịch vụ cụ thể theo yêu cầu chuyên biệt của một ngành hoặc lĩnh vực nào đó. Ví dụ như chúng ta có cổng thông tin chính phủ.vn. Cổng này chuyên cung cấp thông tin về hoạt động của chính phủ và các dịch vụ công liên quan. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về một vài cổng thông tin điện tử của nước ta. Đây là những cổng thông tin sẽ mang lại cho chúng ta nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là cổng thông tin điện tử chính phủ. Cổng thông tin điện tử chính phủ được đưa vào sử dụng ngày 10 tháng 10 năm 2009, thuộc loại cổng thông tin chuyên biệt, với mục đích là cổng thông tin này sẽ cung cấp nhiều kênh thông tin về tình hình trong nước và các hoạt động của chính phủ. Để truy cập vào cổng thông tin điện tử chính phủ thì trước hết chúng ta sẽ khởi động trình duyệt Internet Explorer và nhập địa chỉ của cổng thông tin điện tử chính phủ là chinhphu.vn và bấm Enter. Tuy nhiên quý vị và các bạn có thể thấy trên màn hình của chúng ta là giao diện chính của trang cổng thông tin điện tử của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là nơi cung cấp các thông tin chuyên biệt về hoạt động của chính phủ và các dịch vụ công liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một số chức năng do cổng thông tin này cung cấp. Để khai thác thông tin trên cổng thông tin điện tử của chính phủ thì chúng ta chú ý vào mục mà tôi đang rê chuột trên màn hình. Đây là danh sách các chuyên mục trong cổng thông tin điện tử này. Ví dụ như chúng ta có chuyên mục về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chuyên mục chính phủ hay chuyên mục hệ thống văn bản, số liệu ngân sách nhà nước, chính sách phát triển kinh tế xã hội, v.v. Ví dụ như ở đây, nếu như chúng ta quan tâm đến chuyên mục chính sách phát triển kinh tế xã hội thì chúng ta sẽ nhấp chọn vào chuyên mục này.
và chúng ta sẽ thấy một danh sách các thông tin sẽ được liệt kê trong các chuyên mục câu. Ví dụ như chúng ta có các chuyên mục câu về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, vân vân. Và trong danh sách này chúng ta sẽ có các đề mục về các thông tin mà chúng ta quan tâm. Và chúng ta có thể lướt qua các đề mục này để tìm đến một thông tin mà chúng ta quan tâm. Ví dụ như ở đây tôi sẽ nhấp chọn vào mục quản lý nhà nước về khoa học công nghệ. Thì chúng ta có thể thấy là trình duyệt sẽ đưa chúng ta đến một trang web chứa các thông tin của quản lý nhà nước về khoa học công nghệ. Và chúng ta sẽ nhấp chọn vào một mục tùy theo ý thích của chúng ta. Ví dụ như ở đây tôi sẽ nhấp chọn vào mục luật công nghệ cao. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhấp chọn vào liên kết xem nội dung. Lúc này chúng ta có thể thấy trên màn hình của chúng ta là một văn bản về luật công nghệ cao sẽ xuất hiện. Và tại đây chúng ta có thể đọc được văn bản vi phạm pháp luật do nhà nước quy định về luật công nghệ cao. Và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cổng thông tin điện tử cũng khá hữu ích khác, đó là cổng thông tin điện tử về cải cách hành chính. Để truy cập vào cổng thông tin điện tử này, chúng ta sẽ nhập địa chỉ vào trình duyệt là cải cách hành chính.gov.vn và nhấn Enter. Và trên màn hình của quý vị và các bạn là giao diện chính của cổng thông tin cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và chúng ta cũng có thể thấy ở đây là giao diện chính của nó cũng tương tự như cổng điện tử chính phủ. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một số chức năng do cổng thông tin này cung cấp. Cổng thông tin cải cách hành chính được đưa vào sử dụng ngày 6 tháng 8 năm 2004. Đây là cổng thông tin thuộc loại cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt với mục đích là cung cấp các thông tin về cải cách hành chính, cơ sở dữ liệu về các thủ tục hành chính, vân vân. Để khai thác thông tin từ cổng thông tin cải cách hành chính nhà nước thì chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự như cổng thông tin điện tử chính phủ. Tuy nhiên ở đây chúng ta có thể thấy là với cổng thông tin cải cách hành chính nhà nước thì các chuyên mục chính đã được liệt kê tại trang chủ cho chúng ta. Việc này khá thuận tiện cho chúng ta truy cập vào các chuyên mục mà chúng ta quan tâm. Và chúng ta chỉ cần kéo thanh cuộn xuống phía dưới của trang chủ thì chúng ta sẽ thấy các thông tin mới cập nhật trong từng chuyên mục. Và chúng ta chỉ cần nhấp chọn vào một mục mà chúng ta quan tâm. Ví dụ như ở đây, tôi sẽ nhấp chọn vào mục Đà Nẵng không được nói không biết với dân. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy là trình duyệt đã đưa chúng ta đến trang web chứa thông tin mà tôi đã nhấp chọn. Và ngoài ra với cổng thông tin cải cách hành chính nhà nước thì các chuyên mục chính đã được trình bày trong trình đơn nơi mà tôi đang rê chuột trên màn hình. Và chúng ta chỉ cần nhấp chọn vào những chuyên mục mà chúng ta quan tâm. Ví dụ như ở đây tôi sẽ nhấp chọn vào chuyên mục tin về cải cách hành chính. Thì lúc này các thông tin về cải cách hành chính sẽ được liệt kê trong trang web trên màn hình của chúng ta. Và cũng tương tự, chúng ta sẽ nhấp chọn vào một thông tin tùy theo ý thích của chúng ta. Và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cổng thông tin gần gũi và nhiều tiện ích đối với chúng ta. Đó là cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. Để truy cập vào cổng thông tin này, chúng ta sẽ nhập địa chỉ và trình duyệt là danang.gov.vn và bấm Enter. Và trên màn hình của chúng ta lúc này là giao diện chính của trang cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng được đưa vào sử dụng ngày 27 tháng 4 năm 2010. Đây là cổng thông tin thuộc loại cổng thông tin ứng dụng chuyên biệt với mục đích là cung cấp nhiều kênh thông tin trong địa bàn Đà Nẵng và trên cả nước. Ví dụ như chuyên trang về chính quyền, trang người dân, chuyên trang về đô thị, vân vân. Và để khai thác thông tin từ cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng thì chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự như hai cổng thông tin mà tôi vừa trình bày. Tuy nhiên với cổng thông tin thành phố Đà Nẵng thì bên cạnh các thông tin mới cập nhật được liệt kê tại trang chủ theo các chuyên mục như quý vị và các bạn có thể thấy trên màn hình thì cổng thông tin này còn được chia thành các chuyên mục lớn hơn. Ví dụ như các bạn có thể thấy chúng ta có các chuyên mục về chính quyền, công dân, doanh nghiệp và du khách.
Và trong các chuyên mục này, chúng ta sẽ có các chuyên mục nhỏ hơn. Ví dụ như ở đây, nếu như chúng ta muốn tìm hiểu về tin của một sở ngành nào đó trong thành phố Đà Nẵng, thì chúng ta sẽ nhấp chọn vào mục tin sở ngành như tôi đang thao tác trên màn hình. Lúc này, Trình Duyệt sẽ đưa chúng ta đến một trang web chứa các tin tức từ các sở ngành trong thành phố Đà Nẵng. Và như chúng ta có thể thấy là các tin tức này sẽ được phân chia theo các sở ngành. Và nếu như chúng ta quan tâm đến tin tức của sở ngành nào thì chúng ta chỉ cần tìm đến chuyên mục của sở ngành đó. Ví dụ như ở đây tôi sẽ nhấp chọn vào một mục tin tức của sở y tế. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy là một chuyên trang của sở y tế thành phố Đà Nẵng. Và với chuyên trang này thì chúng ta có thể đọc được những tin tức liên quan đến sở ngành y tế. Thì ở đây chúng ta có thể thấy cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng được phân chia thành nhiều chuyên trang. Việc này thật sự rất tiện lợi và giúp ích cho chúng ta trong việc tìm hiểu và tiếp cận với những tin tức liên quan đến sở ngành mà chúng ta quan tâm. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về các cổng thông tin điện tử. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các dịch vụ công trực tuyến. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ hành chính công. Đây là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật không nhằm mục tiêu lợi nhuận do cơ quan nhà nước hoặc tổ chức doanh nghiệp được ủy quyền có thẩm quyền cấp cho tổ chức cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Và dịch vụ công trực tuyến được hiểu là dịch vụ hành chính công được thực thi qua môi trường mạng. Và theo Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ quy định về mức độ dịch vụ công trực tuyến của cơ quan hành chính nhà nước cung cấp cho tổ chức cá nhân trên môi trường mạng bao gồm 4 mức độ. Đầu tiên là mức độ 1. Mức độ 1 đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. Có thể nói đơn giản là ở mức độ 1 thì một trang dịch vụ công sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho chúng ta về dịch vụ mà chúng ta quan tâm. Tiếp theo là mức độ 2. Mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến ở mức 1 và ngoài ra còn cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Nói đơn giản hơn là một trang dịch vụ công ở mức độ 2 sẽ là một trang dịch vụ công ở mức độ 1 kết hợp với chức năng cho phép người dùng tải về các biểu mẫu liên quan đến dịch vụ đó. Tiếp theo là mức độ 3. Mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và ngoài ra người dân có thể điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng và chỉ có thanh toán lệ phí và nhận kết quả là phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan. Nói tóm lại, một dịch vụ công trực tuyến tại mức độ 3 có thể cho phép chúng ta thực hiện hoàn toàn các thao tác liên quan đến dịch vụ thông qua mạng Internet, chỉ trừ việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả. Và cuối cùng là mức độ 4. Mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 kết hợp với người sử dụng thanh toán lệ phí được thực hiện trực tuyến. Còn việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho người sử dụng. Nói đơn giản hơn là với một dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 thì chúng ta có thể thực hiện hoàn toàn mọi công việc liên quan đến dịch vụ thông qua mạng Internet, chỉ trừ việc trả kết quả là có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thưa quý vị và các bạn, trong số các dịch vụ công trực tuyến thì dịch vụ đăng ký kinh doanh là dịch vụ được ưu tiên hàng đầu và được phát triển từ rất sớm ở nhiều địa phương. Ở Đà Nẵng, hệ thống này được đưa vào sử dụng từ năm 2007 đến nay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ công này. Để sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh trực tuyến thì trước hết chúng ta sẽ khởi động trình duyệt Internet Explorer và nhập địa chỉ dkkd.danang.gov.vn và nhấn phím Enter. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy, lúc này Trình Duyệt đã đưa chúng ta đến trang đăng ký kinh doanh trực tuyến do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng phát hành.
Trong trang web này, chúng ta có thể xem các hướng dẫn để thực hiện một thủ tục cấp đăng ký kinh doanh hay đăng ký kinh doanh trực tuyến, đăng ký mã số thuế, v.v. Ví dụ như ở đây, tôi sẽ nhấp chọn vào mục thủ tục cấp đăng ký kinh doanh. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy, lúc này trên màn hình của chúng ta, trang web đã hiển thị ra một danh sách hướng dẫn cách đăng ký thành lập mới một doanh nghiệp hoặc một công ty. Ví dụ như ở đây, tôi sẽ nhấp chọn vào mục đăng ký thành lập mới công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thì chúng ta có thể thấy, lúc này trang web sẽ hiển thị ra hồ sơ đăng ký kinh doanh cho chúng ta. Tại đây, chúng ta có thể đọc hướng dẫn giúp cho chúng ta thực hiện các thủ tục để đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Còn nếu như tôi muốn tìm hiểu về cách đăng ký kinh doanh trực tuyến, thì tôi sẽ nhấp chọn vào mục đăng ký mới trực tuyến. Lúc này chúng ta cũng sẽ thấy một danh sách các hướng dẫn tương tự như một thủ tục cấp đăng ký kinh doanh. Ở đây tôi sẽ nhấp chọn vào mục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tư nhân. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy, trên màn hình của chúng ta là một hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh trực tuyến, loại hình doanh nghiệp tư nhân. Tại đây, chúng ta sẽ được hướng dẫn rất tường tận cách điền vào biểu mẫu để đăng ký kinh doanh trực tuyến với loại hình doanh nghiệp tư nhân. Và ngoài ra, với trang đăng ký kinh doanh trực tuyến thì tất nhiên chúng ta cũng có mục đăng ký kinh doanh trực tuyến. Chúng ta sẽ kéo thanh cụm xuống phía dưới của trang chủ, chúng ta sẽ thấy có một mục lớn là đăng ký kinh doanh. Ví dụ như ở đây, chúng ta muốn đăng ký một doanh nghiệp tư nhân thì chúng ta sẽ nhấp chọn vào mục doanh nghiệp tư nhân. Lúc này chúng ta sẽ được đưa tới biểu mẫu của vừa. Chúng ta sẽ được đưa tới biểu mẫu để đăng ký kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên hệ thống này đang tạm ngưng cấp phép đăng ký trực tuyến. Nay ở đây tôi sẽ không giới thiệu tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ cấp phép xây dựng trực tuyến. Đây cũng là một trong những dịch vụ công được phát triển hiện nay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về dịch vụ này. Để sử dụng dịch vụ đăng ký giấy phép xây dựng thì trước hết chúng ta cần truy cập vào trang web của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Ở đây chúng ta sẽ nhập địa chỉ là sxd.danang.gov.vn. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy, lúc này Trình Duyệt đã đưa chúng ta đến trang web của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Tại đây chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt. Và lúc này trên màn hình của quý vị và các bạn là giao diện chính của trang chủ trang web Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng. Tại đây chúng ta có thể thấy là Sở Xây dựng đã cung cấp cho chúng ta các chức năng ví dụ như dịch vụ công, hướng dẫn thủ tục hành chính, văn bản pháp quy, v.v. Nếu như ở đây chúng ta quan tâm đến mục dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thì chúng ta sẽ nhìn vào phía bên trái, chúng ta sẽ thấy có mục dịch vụ công. Trong mục này chúng ta có các mục nhỏ hơn, đó là mục đăng ký hành nghề giám sát, đăng ký hành nghề kiến trúc và tất nhiên là cũng có mục đăng ký xây dựng. Ở đây tôi sẽ nhấp chọn vào mục đăng ký xây dựng. Thì như chúng ta có thể thấy là trên màn hình của chúng ta là thủ tục đăng ký xây dựng đã được trình bày rất rõ ràng. Bên cạnh thủ tục thì chúng ta cũng có các mục như cơ sở pháp lý, thời gian thi hành, lệ phí, thông tin liên hệ, v.v. Và tất nhiên là ở đây chúng ta cũng có mục đăng ký xây dựng trực tuyến. Để thực hiện thì chúng ta chỉ cần nhấp chọn vào liên kết nằm phía dưới của phần hướng dẫn thủ tục. Và lúc này chúng ta sẽ được đưa đến trang đăng ký giấy phép xây dựng. Tại đây chúng ta có hai phần. Một phần là theo dõi hồ sơ đã đăng ký. Ví dụ như chúng ta đã đăng ký một hồ sơ xây dựng trước đó thì chúng ta chỉ cần nhập mã theo dõi hồ sơ vào trong ô mà tôi đang thao tác trên màn hình và nhấp chọn vào nút đồng ý là chúng ta có thể xem được tình trạng của hồ sơ mà chúng ta đã đăng ký. Còn nếu như chúng ta muốn đăng ký mới một giấy phép xây dựng thì chúng ta sẽ nhìn vào phần phía bên phải. Tại đây có các tùy chọn là công trình nhà đô thị, công trình nhà ở nông thôn hay là công trình nhà ở xây dựng tạm. Và sau cùng là chúng ta sẽ nhấp chọn vào nút tiếp tục. Thì như quý vị và các bạn có thể thấy, trên màn hình của chúng ta là một biểu mẫu đơn đề nghị cấp phép xây dựng. Tại đây chúng ta bắt buộc phải điền đầy đủ các thông tin tại mục có các dấu sao. Ví dụ như ở đây tôi sẽ điền thử một thông tin để quý vị và các bạn có thể thấy.
Tôi sẽ điền vào mục họ và tên chủ đầu tư. Và để hoàn chỉnh đơn đề nghị cấp phép xây dựng thì chúng ta cần phải điền đầy đủ các mục này. Và sau cùng là chúng ta sẽ nhấp chọn vào nút tiếp tục. Như vậy là chúng ta đã biết cách để sử dụng dịch vụ đăng ký giấy phép xây dựng trực tuyến. Và bây giờ quay lại với trang web đăng ký xây dựng trực tuyến thì chúng ta còn có các chức năng khác. Ví dụ như hướng dẫn về thủ tục hành chính hoặc văn bản pháp quy, vân vân. Ví dụ như ở đây tôi muốn xem về các văn bản pháp quy của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thì tôi sẽ nhấp chọn vào mục Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Và như quý vị và các bạn có thể thấy là trang web của chúng ta đã đưa chúng ta đến một danh sách các văn bản pháp quy của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Và để đọc một văn bản nào thì chúng ta chỉ cần nhấp chọn vào văn bản đó. Và chúng ta sẽ nhấp chọn vào nút tải về để tải văn bản mà chúng ta quan tâm về máy. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về các dịch vụ công trực tuyến. Qua bài học này, chúng ta đã biết thế nào là cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Và qua đó, chúng ta cũng đã tìm hiểu về một số cổng thông tin điện tử cũng như dịch vụ công trực tuyến phổ biến trên mạng Internet. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài học tiếp theo.